Thắp sáng nụ cười trẻ thơ là chương trình được các y bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cùng các chuyên gia của tổ chức thiện nguyện trong nước và quốc tế gồm Rotary Club Sài Gòn, Alliance for Smile và sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Phẫu thuật miễn phí trẻ em bị dị tật sứt môi hở lợi hay còn gọi là hở hàm ếch đã giúp cho các em có được nụ cười tươi hơn, đẹp hơn. Chị Lê Thị Ngọc Mai và con gái 11 tuổi của mình ở tỉnh Đồng Tháp đã được chọn phẫu thuật hồi tháng 7 vừa qua. Sau một ngày nằm viện theo dõi, mẹ con chị Mai có thể xuất viện. Nụ cười của cháu gái cũng sẽ tròn trịa, đẹp hơn ở ngày mai. Hoàn cảnh gia đình không khá giả. Chị Nguyễn Thị Ngọc Quyền ở thành phố Cần Thơ có con trai 5 tháng tuổi, cũng thuộc đối tượng ưu tiên phẫu thuật. Có tham khảo là nếu mà không có gói hỗ trợ thì mình sẽ đi tới thành phố. Nhưng mà cái chi phí thì nó hơi cao đó. Thì cái nhờ có gói hỗ trợ như vậy thì mình rất là mừng luôn. Bé có hở môi và nốt giọng. Và bây giờ đi mẫu 2 lần, giờ lần này là lần thứ 3 là mẫu còn một cái lỗ ngay hàm. Chi phí thì em không có tốn chi phí gì hết trơn. 66 trẻ em bị dị tật sứt môi, hở lợi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh Tây Nguyên được cha mẹ đưa đến thành phố Cần Thơ để các em có một nụ cười trọn vẹn trong đợt này. Chương trình thực hiện phẫu thuật miễn phí cho các bé từ 10 tuần tuổi đến 12 tuổi trên 4,5 kg với tình trạng dị tật ở môi, sứt môi, hở lợi. Tham gia chương trình, các bệnh nhi sẽ được miễn phí 100% chi phí phẫu thuật và giường bệnh và chi phí ăn ở, vé xe di chuyển 2 chiều từ nơi sinh sống đến bệnh viện cho bệnh nhân và một người thân đi kèm. Tỷ lệ mắc dị tật khe hở môi do miệng ở Việt Nam khoảng 1/600 đến 1/1000 trẻ. Nhiều năm qua, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ duy trì chương trình phối hợp với các tổ chức thiện nguyện quốc tế để mổ miễn phí cho trẻ dị tật ở miền Tây. Cái phẫu thuật này là một cả một cái kế hoạch điều trị rất là nhiều giai đoạn. Thì những cái phẫu thuật người ta chia ra từng cái thời. Thì sẽ những cái thì tùy theo cái thời điểm nhất định người ta sẽ phẫu thuật cái đợt đó để cho trẻ đạt được một cái kết quả tối ưu. Một bệnh nhân bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch cần phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật mới hoàn toàn bình phục, giúp các em có nụ cười trọn vẹn. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiếp tục theo dõi và quản lý bệnh nhân để đồng hành cùng các em hướng đến một nụ cười hoàn chỉnh, tự tin trong giao tiếp trong tương lai.